Tử vi tuổi Ngọ tháng 2 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình sẽ gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng đối với mục tiêu mà mình đã đặt ra, lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Tử vi tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu chỉ ra rằng tuổi Ngọ vào tháng này sẽ gặp khá nhiều may mắn trên mọi phương diện. Để biết được vận trình cụ thể của người tuổi Ngọ, những cơ hội, khó khăn và các phương án hóa giải, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video dưới đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xuân dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ, tuyệt thân. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi ngọ. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi ngọ sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 2 năm 2021, từ ngày 17 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 và mệnh chủ Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 2 năm 2021, từ ngày 29 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 và Mậu Ngọ sinh năm 1978. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 2 năm 2021, từ ngày 10 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 và Giáp Ngọ sinh năm 1954. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp các gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi ngọ trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 2 năm 2021, từ ngày 24
tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 2 năm 2021, tức ngày 5 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc quan trọng liên quan đến xuất hành hay những công việc sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mưa sen mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí tổng quan tử vi tuổi Ngọ trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Xem tử vi tháng 2 âm lịch tuổi Ngọ, sự nghiệp của bản mệnh thuận lợi thì ít mà bấp bênh thì nhiều. Thời điểm này, tốt nhất bạn nên giữ tinh thần ổn định, lạc quan, tích cực, không nên bị những yếu tố bên ngoài tác động quá lớn, dẫn đến những hành động sai trái. Công việc của tuổi Ngọ không được như ý do luôn bị tiểu nhân hãm hại, đeo bám, kẻ xấu lợi dụng lúc sơ hở để dìm bạn. Người trẻ tuổi có thể cảm thấy hoang mang, bối rối khi nghĩ về con đường tương lai quá dài ở trước mắt. Tuy nhiên, bạn không nên vội vàng chạy theo bước chân của người khác. Bạn cần bình tĩnh lại, dành thời gian để suy nghĩ và đánh giá về chính bản thân mình, xem khả năng của mình nằm ở lĩnh vực nào, sau đó mới lập ra những mục tiêu, kế hoạch cụ thể. Lời khuyên cho các gia chủ tuổi Ngọ trong tháng 2 này cần có lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh và giữ tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh, có sức khỏe mới mong được công việc hành thông. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Ngọ hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận Sần, Ngọ, Tuất để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh những va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ hai, về mặt tài lộc. Do công việc không được tốt nên tình hình tài chính của người tuổi Ngọ có dấu hiệu đi xuống trong thời điểm tháng 2. Bản mệnh là người thông minh nhưng hay do dự, không quyết đoán, nên dù cơ hội luôn có đó nhưng bạn không nắm bắt được để mọi thứ qua đi một cách nhanh chóng. Vì thế đừng oán trách rằng tại sao người ta nhanh giàu còn bạn thì không. Thời gian này cũng không tốt cho những ai ham mê tiền bạc, đuổi theo danh lợi với mục đích thỏa mãn sự tham lam của bản thân mình. Có nguy cơ bạn bị mất trắng, không còn cả danh lẫn tiền. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật Pháp, cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Theo tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi Ngọ, chuyện tình duyên của bản mệnh có những chuyển biến tích cực. Bạn có thể mở lòng mình để sẵn sàng đón nhận những điều hạnh phúc mà cuộc sống mang lại. Bạn có thể gặp được một vài đối tượng triển vọng trong các buổi xã giao, tiệc tùng đối với khách hàng, đối tác hoặc trong các buổi tụ tập, bạn bè gặp gỡ. Vậy nên, để kích hoạt đào hoa, người tuổi Ngọ hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Sần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Theo dõi tử vi tháng 2 âm lịch của 12 con giáp, về phương diện sức khỏe của con giáp tuổi Ngọ không có gì phải quá lo ngại. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bạn quá nhiều.
Người tuổi Ngọ nên cẩn thận để tránh những chấn thương từ những vật sắc nhọn, đặc biệt phụ nữ đang mang thai càng nên chú ý. Ngoài ra, cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong tháng sau. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Ngọ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát đều không hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Ngọ trong tháng 2 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tân âm kim gặp Bính Dương Hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Vận thế của người sinh năm Bính Ngọ trong tháng liên xuống thất thường, khó có thể phát triển theo một phương hướng cố định. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt, không nên chần chừ do sự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Tình hình sức khỏe của bản mệnh cũng không được như ý muốn bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên con giáp này thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Nếu không chú ý, có thể sẽ mắc các bệnh như đau lưng, đau vai gáy do ngồi quá nhiều và ít vận động. Vì thế, người tuổi Bính Ngọ cần có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Không nên lao động quá sức, ăn uống khoa học và có kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Bản mệnh cũng không nên đi đâu xa một mình, cần chú ý an toàn giao thông. Bên cạnh đó, người tuổi Bính Ngọ cũng nên sử dụng kinh bài Thái Tuế mang theo bên mình để bảo vệ bản thân, mang lại may mắn, tài lộc. Thứ hai, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tháng 2 âm lịch không phải là một tháng quá thuận lợi đối với những người sinh năm Mậu Ngọ, đặc biệt là trong sự nghiệp. Bản mệnh thường phải chịu những áp lực công việc lớn, có thể môi trường làm việc không tốt, có nhiều thị phi, cạnh tranh và tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh, khiến bạn không thể tập trung vào công việc của mình, khó tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân mình. Tình hình tài chính của bản mệnh cũng không mấy khả quan, khó tìm được cơ hội đầu tư xứng đáng để định vị bản thân. Một số người có thể cảm thấy tiền đồ mờ mịt. Hãy cố gắng tận dụng thời gian để làm phong phú tri thức và nâng cao kỹ năng, giữ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Không nên nóng vội nhất thời mà nên chờ đợi những thời điểm thích hợp, bởi vào khoảng giữa tháng, vận thế của bạn có dấu hiệu đi lên. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn đạt được thành công, khuyên gia chủ hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990. Bước vào tháng 2 âm lịch, vận thế của tuổi Canh Ngọ khá ổn định. Nếu muốn nâng cao hiệu quả làm việc thì bản mệnh cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển các kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp. Không nên giữ thái độ huênh hoang, kiêu ngạo, coi thường người khác mà nên khiêm tốn lắng nghe, học hỏi. Cảm xúc ổn định cũng khiến bản mệnh ít vướng phải những sự kiện tranh chấp, thị phi. Tuy nhiên, phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc bởi bản mệnh không dành nhiều sự chú ý đến vấn đề này. Ngoài ra, trong thời điểm này, người tuổi Canh Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận để tăng thêm vận khí cho bản mệnh, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ tư, tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 2002. Nhâm Dương Thủy gặp Tân Âm Kim là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước.
Hơn nữa, tiến sang tháng này, người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 không những sức khỏe mà cả điều kiện vật chất đều có phần tăng lên. Để thành công và may mắn hơn trên con đường công danh, sự nghiệp thì các gia chủ tuổi Nhâm Ngọ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 2 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Ngọ. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Ngọ trong tháng 2 này, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ, tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!